mình phải đi kiếm mít rơm để lót thêm vào ổ. Mình ơi, mau lại đây giúp em với. Em vừa để rơi một quả trứng rồi. Rồi có ngày ta sẽ cho vợ chồng ngươi biết tay. Hình như có mùi của gà trống đâu đây. Để rồi xem. Hả? Hả? Tôi chỉ sang tìm quả trứng có bị lạc sang đây không thôi. Không tìm gì hết. Nhà tôi làm gì có trứng. Oh.
khó. Mời. Mình ơi, lại đây mà xem này. Hả? Đúng con mình rồi. Chó mà cũng nuôi gà con à? Chính anh đã lấy trứng của vợ chồng tôi, bây giờ phải trả con về cho chúng tôi. Ồ, là tại chị đẻ trứng lăn thằng sân nhà tôi đấy chứ. Trả lại gà con cho tôi, chính tôi đã ấp ra nó chứ. Nhìn này, cả nhà mình thật đông vui. Gà con đâu rồi nhỉ? Bố, bố. Cháu nó nhớ bác lắm đấy. Ừ. Tôi thật không phải với cô chú. Bố của con. Bố khoan, bố khoan. Ôi. Ơ,
Ai đây? Cậu đã in xong tài liệu chưa? Ừ, tớ vừa mới làm xong. Để tớ lấy cho các cậu xem nhá. Cậu ra tắt bớt đèn và quạt đi, lãng phí điện quá. Tớ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách ở đâu đó. Sao lại bật lắm đèn và quạt thế này? Cậu này đãng trí thật đấy. Sao cậu lại quên không khóa vòi nước thế? Lãng phí quá. Ừ nhờ, tớ đoảng quá. Thôi chuyện nhỏ ấy mà. Phải biết tiết kiệm chứ. Một mình cậu mà bật lắm đèn lắm quạt thế. Tại tớ đang xem tivi, bỗng nhớ tới giờ hẹn với các cậu, phải vội vào in tài liệu nên quên mất. Thôi được rồi mà, tớ sẽ rút kinh nghiệm. Tớ đã chuẩn bị đủ tài liệu vận động để bảo vệ môi trường rồi. Tốt quá, chúng ta sẽ phân phát những tài liệu này đến tận tay mọi người. Chúng mình chia nhau đi phát tài liệu này cho các nơi nhé. Đi nào, buổi chiều gặp lại nhá. Tiếp này của cậu. Của cậu đây. Cho tới với. Của cậu này. Cháu gửi con. Cháu giỏi quá. Con sẽ vận động mọi người cùng làm theo. Cháu gửi bà ạ. Dạ cháu gửi chú. Chú xin. Cháu gửi cô. Rất nhiều người thích tài liệu về sản phẩm tiết kiệm điện năng. Nhờ có tài liệu của cậu, việc tuyên truyền chắc chắn có hiệu quả hơn. Vào nhà đi, tớ sẽ cho các cậu xem. Còn rất nhiều tài liệu thú vị nữa. Ôi, lạnh quá. Sao mình lại đãng trí như vậy chứ? Cứ say sưa với bao ý tưởng to lớn mà một việc nhỏ thế này cũng không làm nổi. Chúng ta chỉ nghĩ đến việc đi tuyên truyền vận động người khác mà bản thân lại... Tớ thật đoảng quá. Tuy chỉ là những việc nhỏ như khóa vòi nước, tắt đèn, tắt quạt, nhưng đó là ý thức tiết kiệm, ý thức bảo vệ môi trường đấy. Tớ sẽ rút kinh nghiệm, sẽ có ý thức bảo vệ môi trường từ những việc nhỏ nhất. Biết lỗi rồi thì hành động ngay đi. Tớ sẽ thực hiện ngay đây. Bố tớ bảo muốn bắt được ở trên cao thì không được gây tiếng động, có nghĩa là mình phải dính mồi. Bố tớ bảo cũng phải thật nhanh nữa. Bố em bảo nhảy thật cao. À đúng rồi, nhảy thật cao. Bố tớ bảo bố tớ bảo bay thật nhanh. mẹ tớ bảo là... Mẹ cậu bảo sao? Mẹ cậu bảo gì? Bảo cho tớ biết cách nữa đi. Mẹ tớ... Không, tớ không. Mẹ tớ chẳng bảo gì hết. Mẹ cậu bảo gì? Các cậu đừng hỏi nữa. Chị con ơi. Chị con ơi. Cậu làm sao thế? Sao nhở? Tớ không muốn chơi với các cậu. Bố sẽ dạy cho các con. Vào ăn tối đi con. Tớ bắt được rồi các cậu ơi. Tớ cũng bắt được rồi. Quan hô. À, tớ bắt được một con to trên này. Không có bố dạy, kém nhất, chán nhất. Cháu đang đói, đúng không? Sao bác biết ạ? Bác siêu thật đấy. Bác ơi,
bác có biết bố cháu ở đâu không? Cháu đã có một người mẹ yêu thương chăm sóc, lo lắng cho cháu hơn cả những người bố. Nhưng mẹ cháu chỉ dạy cháu cách bắt mồi dưới nước thôi. Để bác dạy, cháu đứng yên cho bác xem nào. À, cháu có đôi chân ngắn, nhưng bù lại có cái cổ dài linh hoạt. Được, được, bác sẽ dạy. Ok, lúc nào bác cũng sẵn sàng. Mẹ có đau lắm không ạ? Bao giờ bố mới về giúp mẹ để mẹ khỏi bị đau tay? Con nghĩ ra rồi, mẹ buộc nó lại. Đúng rồi. Thế mà mẹ không nghĩ ra. Khi nào bố về, mẹ nhất định phải khoe với bố là con nghĩ ra cách sửa cầu đấy nhé. Đình tấn, hai chân mở rộng bằng vai, chân sau duỗi thẳng và xoay ngang bàn chân. Từ đinh tấn, các con co chân sau lên. Thôi, hôm nay tập thế là đủ rồi. Bố cho các con ra ngoài chơi. Con đi chơi rồi. Thích quá. Cháu theo bác vào trong sân, bác dạy võ cho. Cháu muốn tập võ ở chỗ khác ạ. Thấy chưa? Cháu làm được không? Khá lắm. Vịt con. Bố, vịt con. Bố gà. Bố gà đâu rồi? Mình phải đi gặp bố gà thôi. Thằng bé này mới sáng ra đã chạy đi đâu rồi? Mẹ phải đưa các em ra bờ ruộng kiếm mồi. Con ở nhà trông chừng ổ trứng nhé. Vâng ạ. Em 1, em 2, em 3, em 4, em 5. Đủ rồi. Bố gà. Bố gà ơi. Cậu, cậu đang ấp trứng à? Ai là bố cậu? Bố gà nào? Tớ gọi bố gà của tớ. Cậu làm gì cô bố? Bố gà của tớ. Bố gà cũng của tớ. Cậu ngủ mơ à? Tớ là gà con. Bố gà chỉ sinh ra gà con thôi. Đồ ngốc. Nếu là con bố tớ thì phải biết miếng võ gia truyền này. Hey.
nhà bố sẽ chịu tớ đấy. Bố đâu chịu tớ gần một chút. Tớ không nói đây. Ngô Giang đang đến đấy. Chạy mau, chạy mau. Phải phải, mang ổ trứng giấu đi. Cậu sang võ đường bên bờ á gọi bố tớ về. Tớ ở lại trong rừng ngụ gián. Để tớ ở lại. Chân cậu dài, cậu chạy nhanh hơn. Cậu đi đi, đừng lo cho tớ. Xem đây. Đứng lại. Một, hai, ba, bốn. Còn thiếu mất một em nữa. Quả còn thiếu ở trong miệng mụ rắn. Chạy đi đâu. Đỡ này. Các con của tôi. Mẹ. Ôi, con tôi, con làm sao không? Vịt con hôm nay xuất trưởng cừ lắm. Cô cảm ơn vịt con nhé. Lại đây nào. Tớ xin lỗi. Hôm nay cậu dũng cảm lắm. Cậu đúng là con của bố gà rồi. Vịt con của bố. Các ngươi phải làm nhà khẩn trương, kẻo đám trẻ lạnh cóng mất. Đi lên, đi lên. Nào, đi kia. Đúng rồi, cái lá này lên đi. Này cái này để tôi cho. Cả đàn sẽ nguy mất nếu chúng ta không có nguồn thức ăn. Dạ, bẩm nữ chúa, lương thực dự trữ đã cạn sạch rồi. Thần e rằng chúng ta không cầm cự nổi qua mùa đông rét mướt này đâu ạ. À.
Từng này thức ăn thì làm sao nổ cho cả đàn được nhở? Xem nào. Làm sao hôm nay? Xem nào. Đất ẩm, ánh sáng yếu. Tìm ra rồi, tìm ra rồi. Từ nay chúng ta đã có nguồn thức ăn lâu dài, không lo bị đói nữa rồi. Sao thế nhỉ? Phải hỏi đầu nhỏ ngay mới được. Có ăn rồi, có ăn rồi. Bẩm nữ chúa, lương thực trong kho đã cạn sạch. Thần đã cho người đi tìm nguồn thức ăn nhưng đều không thấy.
Ngày đêm nay ngươi hãy mang nhiều thức ăn về đây. Dừng lại, các ngươi là ai? Đến đây làm gì? Mau tránh đường. Xông lên. Xem đây. Sao lúc đấy tớ yếu thế không biết. Mọi người ở nhà để tớ đi xem thế nào. Cho tớ với. Lâm của chúng ta. Bảo ngay mật khẩu dậy mãi mà không nhớ. Mật ngọt. Phải đến tận nơi ở của bọn chúng xem sao. Khoan đã, phải đợi lệnh của nữ chúa đã chứ. Đi nào. Nhất định bọn chúng sẽ lại tiếp tục đến đây. Chúng ta phải nghĩ cách để bảo vệ những vườn nấm. Lần này nữ chúa cứ để con ạ. Bọn chúng to khỏe hung dữ lại rất đông, phải nghĩ cách đối phó. Thưa nữ chúa, bọn chúng là hung hổ kéo đến ạ. Tất cả chuẩn bị ứng phó. Dừng lại. Bắt bọn nhóc lại cho ta. Nhanh lên, xông lên chúng mày. Thì thiệt hại sẽ rất lớn. Làm thế nào bây giờ? Theo tớ. Đó là công sức của cả đàn chúng ta, không thể dễ dàng như vậy được. Con nhìn đi. Con nhớ phải hết sức thận trọng. Xin nữ chúa yên tâm ạ. Lệnh thu quân kìa. Rút thôi. Rút. Ừ.
Ê, trông cậu giống hệt bọn chúng rồi đấy. Khi nào những chiếc lá trên cây này rụng hết, bọn tao sẽ quay trở lại. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh. Nào, đi lên. Hôm nay lại thắng rồi. Mất khẩu. Mất ngọt. Lâu lắm rồi chúng ta mới được một bữa no nê thế này. Xin mời. Sao chúng mày đứng ngây dài thế? Ăn đi chứ. Khỏe lên, khỏe lên. Đánh khỏe lên. Thưa chỉ huy, nữ chúa gọi ngài ạ. Lương thực của bầy kiến đen sắp cạn kiệt, mình phải hành động ngay thôi. Đến giờ ăn rồi các con. Đây là phần của anh, em ăn đi. Em xin. Vậy phần của ai người đấy ăn? Cháu trồng loại nấm này. Được thế thì tốt quá. Đây, các bạn đây nào. Đây, lấy những cái nấm này để lên đây. Đứng yên. Bỏ chiếc lá xuống, không được động đậy. Ngươi làm gì ở đây vậy? Mất khẩu. Mất ngọt. Ngươi không phải quân kiến đen đúng không? Mất khẩu hôm nay không phải là mật ngọt, mà là mật đắng. Bắt nó lại, bắt nó lại đó. Đứng lại, đứng lại kìa. Đứng lại, đứng lại. Chạy đi, chạy đi đâu. Chạy đi. Kéo nó lên. Xin nữ chúa xử tội hắn để làm gương cho kẻ khác. Ngươi đột nhập vào đây nhằm âm mưu gì? Tôi đến đây chỉ với mục đích hướng dẫn cách trồng nấm mà thôi. Nếu không tin, nữ chúa hãy cho người ra xem vườn nấm. Dạ, thưa nữ chúa, con đã xem rất kỹ, không hề có cây nấm nào đâu ạ. Phạt hắn theo hình phạt cao nhất của loài kiến chúng ta. Mong nữ chúa hãy tin tôi. Đó. Đi ạ.
Đầu nhỏ đi đã lâu mà chưa thấy tin tức gì cả. Ta thấy nóng ruột quá. Xin nữ chúa cứ yên tâm. Đầu nhỏ rất thông minh, nhanh nhẹn. Giả nghĩ cậu ấy sẽ không sao đâu ạ. Hy vọng là vậy. Lá trên cây đã rụng hết. Bọn chúng lại sắp kéo tới. Chúng ta phải nghĩ cách gì để đối phó. Lần này nhất định chúng ta phải chiến đấu đến cùng để bảo vệ thành quả lao động của cả đàn. Đúng vậy. Người sắp xếp đội ngũ chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Xin tuân lệnh. Vườn nấm nào? Dạ, chính anh Tiến đã dạy lũ trẻ trồng nấm đấy ạ. Anh thật có công lớn đối với chúng tôi. Chuẩn bị chiến đấu. Thưa nữ chúa, chúng tôi có chút quà, mong nữ chúa bỏ qua những chuyện trước đây. Bẩm nữ chúa, con đã hoàn thành nhiệm vụ. Ta rất tự hào về cậu.
Ơi, chào chị Xéo. Ôi, chào bác Cáo, trông bác lạ thế. Hôm nay trông chị đẹp thật đấy. Lúc về tôi với bác đợi nhau ở đây, ta cùng vào chợ. Ừ, thế nhá. Vâng, chào bác. Ừ. Các chị đi làm sớm vậy? Chào chị. Chị Xéo ơi, hôm nay trông chị đẹp quá. Tôi với bác cùng khiêng. Chị Xéo thông minh thật đấy. Bác cứ khen em. À, bác buộc số cá vào đòn tre này. Tôi quên khuấy đi mất. Nào, dọn chân lên bác ơi. Tôi đang đi đây. Sắp đến chợ rồi đấy bác ạ. Chào hai chị, tôi đi nhá. Cô em có bắt được nhiều cá to không? Đổ ra đây xem nào. Sao thế này? Chị ơi chị, sao trong giỏ của em toàn thứ lạ nhỉ? Cô em có bắt được nhiều cá không mà toàn cá bé thôi. Bao nhiêu cá to của em đâu hết rồi. Này, nhà cáo ghê lắm, ghê có tiếng đấy. Có nhớ chuyện xưa không? Hả? À, có phải cái chuyện nhà cáo mời nhà Xéo ăn nhưng lại chơi khăm chỉ dọn thức ăn ra đĩa không? Đúng rồi, họ nhà mình mỏ dài chỉ hợp với ăn bình thôi, thế là đành chịu. Ây, bao nhiêu thức ăn nhà cáo nó chén sạch. Chuyện ấy em cũng biết. Hay là lúc em mải bắt mồi, anh ấy lấy hết cá trong giỏ, vì khi em quay ra đã thấy cái giỏ chưa gần chỗ anh ấy. Thì cô đến nhà anh ấy xem sao. Thank you.
Chị làm vỡ cái đĩa của tôi rồi. Tôi không làm vỡ. Xả nhẽ cánh cửa làm vỡ của tôi à? Cái đĩa của tôi. Tôi hỏi anh, tại sao cái giỏ cá của tôi còn có vài con? Giỏ cá của chị sao chị lại hỏi tôi? Chị thật là quá đáng đấy. Tôi đã giúp chị mà chị còn đổ cho tôi lấy. Thì anh làm vỡ đĩa sao anh đổ cho tôi hả? Chị làm vỡ đĩa. Tôi không lấy cá của chị đâu. Chị Xéo ơi, sao em bảo? Chị Xéo ơi, không phải anh Cao lấy cá của chị đâu. Tại chị quên đậy nắp giỏ nên cá nhảy hết ra ngoài đấy. Ui thế á? Nhưng chuyện bây giờ thành ra to rồi. Anh Cáo cứ cho rằng em đập cửa làm vỡ đĩa của anh ấy. Đành gặp anh ấy để xin lỗi thôi. Bài này xưa rồi. Ăn thì ăn chứ sợ gì. Mang đi cho chắc. Chị Xéo ơi. Bác Cáo, mời bác vào nhà. Em muốn nói với bác chuyện mất cá hôm trước. Chị có nhiều bình đẹp quá. Đĩa đẹp quá nhỉ. Dạ, em mời bác ạ. Vâng, mời chị. Ngon quá. Piu. Ngon thật đấy. Ôi. Chết rồi. Ôi, muộn hỏng mất rồi. Cậu có đau lắm không? Cảm ơn các cậu. Tôi đã đau một chút rồi. Tại mày tha rác lung tung nên ra tao bị ngã đấy. Có chuyện gì thế? Các cậu ra đây mà nhìn này. Ai là thủ phạm đây nhỉ? Hậu quả của việc vứt rác bừa bãi đây mà.
chúng ta cùng dọn sạch rác nhé. Tớ, tại tớ. Nhanh tay lên các cậu. Sắp xong rồi. Tiện thể các cậu phân loại rác đi. Đây là rác hữu cơ, dễ phân hủy trong đất. Đây là rác thải vô cơ, khó phân hủy trong đất, phải không các cậu? Đúng vậy.